Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam giới thiệu đến các bác một trong những dòng đẩy mới nhất của hãng DB Quantic và là một trong những dòng siêu phẩm của hãng DB Quantic mà vừa mới ra mắt và cũng như là mới về và cập bến tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam. Thì nhắc tới những dòng đẩy hai kênh công suất khủng thì các bác đã biết rồi, cần nặng nó rất là lớn, từ cỡ 35kg trở lên nhé. Ví dụ như dòng đẩy hai kênh KD1500 thì hiện tại bây giờ cân nặng nó đang rơi vào cỡ 35kg nha các bác nhé. Còn đối với dòng Diamond SD1802-1800W thì đã đâu đó cân nặng đã gần 40kg rồi, rất là nặng và khủng. Nhưng đối với dòng đẩy này thì công suất nó rất là lớn, công suất lên đến 2350W một kênh nha các bác nhé, các bác không nghe nhầm đâu, 2350W một kênh. Và các bác đánh tốt những chuyên trị những dòng xúc kép mà xúc kép quân tử lớn thì các bác có thể đánh được thoải mái nhá, các bác đánh thoải mái. Và công suất ở trở kháng 8 ôm thì là 2350W một kênh, còn đối với trở kháng 4 ôm thì sẽ là công suất là trên 4000W các bác nhá, công suất rất là lớn và khủng. Đấy. Thì và thứ hai là con đẩy này nó chạy nguồn xung thì các bác đã biết rồi. Thì nguồn xung thì nó sẽ không sợ về phần điện áp. Đấy. Thì không sợ sụt áp này hay là điện yếu thì các bác không sợ. Và đặc biệt nữa là dòng đẩy này là dòng đẩy chống đau lưng, cân nặng đầu đó nó chỉ cỡ hơn chục kg thôi và sử dụng nguồn xung và mạch là mạch class TD. Đấy, một trong những dòng mạch đời mới và thứ hai là sử dụng trên những dòng đẩy đời cao hiện tại bây giờ thì mới sử dụng những dòng mạch class TD nha các bác nhé. Và em sẽ đi vào để quay và còn review cho các bác về cái dòng đẩy D4.25 này vừa mới cập bến tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé. Thì các bác để ý là cái về phần mặt thiết kế thì cái dòng đẩy này đấy thì nó thiết kế với giống rất là giống với cái dòng đẩy D4.25 là bên cửa hàng Hiếu Minh đang bán. Đấy. Thì rất thiết kế rất là giống này, thiết kế rất là sang nhá. Đấy, một trong những dòng đẩy mà thiết kế rất là sang và bán rất là chạy ở trong cửa hàng Hiếu Minh Audio. Về mặt đằng trước này thì nó thiết kế là có hai phần khay tản quạt tản nhiệt này, hai phần gió quạt tản nhiệt này. Và các bác đã biết rồi, khi chạy nguồn xung và chạy mạch class TD thì hiệu năng sử dụng rất là cao. Và cái thứ hai là luôn luôn hoạt động trong tình trạng rất là mát máy. Và bên trong cái chiếc đẩy này nó sử dụng đi đến 4 quạt nhé, 4 quạt gió. Đấy. Thì hoạt động luôn luôn rất là mát máy nha các bác nhé. Và có các đèn báo đây này, các đèn báo này, đây, đèn báo clip này. Đấy. Và có chế độ, các chế độ là tự ngắt. Khi ví dụ như khi các bác đánh mà bị ví dụ như khi các bác mà đấu sai chẳng hạn, nó sẽ báo ở trên này thì nó sẽ tự ngắt ở trên này để giúp cho bảo vệ cho chính chiếc đẩy của nó nhé, bảo vệ cho chính nó luôn. Đấy, khi các bác dùng. Và ở mặt giữa này là một tấm mica này, mica. Đấy, tấm mica để bảo vệ cho các đèn báo ở đây. Và sử dụng hoàn toàn là chiếc áp bi các bác nhé, về rất là nhẹ nhàng, chiếc áp bi. Đấy. Và thiết kế mà mặt màu đen thì các bác dễ dàng phối ghép vào bộ dàn đấy, vào những bộ dàn cao cấp. Và đây là một trong những dòng đẩy cao cấp của nhà hãng vừa mới ra trong cuối năm 2022 nha các bác nhé. Về mặt thiết kế đằng sau thì các bác nhìn đây, thì các bác có thể thấy là mạch class TD thì con này nó sử dụng là tản nhiệt hoàn toàn bằng những lá đồng đỏ nhá, thiết kế hoàn toàn đây. Ngay từ phần đằng sau thì các bác có thể thấy là những cái phần lá đồng đỏ ở đây đấy, hoàn toàn bằng lá đồng đỏ tản nhiệt. Và sử dụng hai kênh AB thì bác sử dụng hoàn toàn bằng Newtrik. Và đường link tín hiệu này và phần input thì nó có hai đường input AB và một đường link tín hiệu ra một đẩy khác nhé. Đấy, ra một chiếc đẩy khác thì các bác có thể dễ dàng link tín hiệu âm thanh. Và đầy đủ các chế độ gạt bright ở đây thì nó đầy đủ các chế độ hướng dẫn ở đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nếu mà các bác gạt bright này ở chế độ thì các bác gạt 2-3 lên. Đấy, chế độ A cộng B này, đây đầy đủ chế độ gạt ở đây thì các bác có thể nhìn theo hướng dẫn ở đây, các bác có thể gạt theo là dùng rất là ok. Những chiếc súp mà côn 125 hay côn 128 thì các bác có thể sử dụng dòng đẩy của DB Quantic này đánh rất là tốt. Và các bác nếu mà đã tham khảo thì DB đợt vừa rồi thì cũng đã có chương trình mà để giới thiệu về những dòng sản phẩm mới, và trong khi đó là có dòng đẩy này và đã đánh những dòng xúc kép. Các bác nếu mà để ý chương trình đấy thì những kênh YouTube cũng đã quảng cáo rồi, bác có thể để ý nhá. Và bảo hành lên đến 2 năm bởi những hãng DB Quantic. Thì các bác đã biết thì tất cả những dòng sản phẩm của DB Quantic thì đều bảo hành 2 năm.
và 1 đổi 1 cho vòng 3 tháng đầu. Và thứ hai là nhà hãng rất là, đây là một trong những nhà hãng rất là chỉnh chu về mặt thiết kế, và thứ hai là chỉnh chu về cả dòng sản phẩm nữa nhé. Đấy. Thì trên mỗi chiếc đẩy thì sẽ có, thứ nhất là tem xác thực sản phẩm này, và cái thứ hai là tem lá cờ này, và thứ ba là tem của nhà hãng đây. Đấy, tem nhà hãng. Rồi. Ok, và giá thì hiện tại bên cửa hàng Hiếu Minh đang chào bán với giá là 19.800.000 đồng. Với giá 19.800.000 đồng này thì bên cửa hàng Hiếu Minh sẽ gửi tặng cho bác một bộ pin sạc 4 này nhé. À, hai bộ pin sạc 4 này. Đấy. Tổng trị giá bộ pin sạc này rơi vào cỡ là 700.000 nhé. 700.000. Thì nếu các bác không lấy pin sạc thì em sẽ bớt tiền cho các bác. Đấy, giá rất là hợp lý và bao ship cho các bác luôn. Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ bao ship cho các bác. Rồi, ok. Đấy là về dòng sản phẩm mà hôm nay em giới thiệu đến các bác, và cũng vừa mới có hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam. Và bây giờ thì em sẽ quay và gửi tới các bác về phần ruột gan bên trong của chiếc đẩy này nhé. Đấy. Phần ruột đẩy nhé, ruột đẩy. Đấy. Đây mình em quay mở cho các bác anh em. Ở trên đây sẽ có một cái phần tấm này. Những cái dòng mạch Class TD ấy thì hầu như có thể để ý, khi để ý tinh ở tất cả các dòng hãng khác nhau đều sẽ có một cái tấm này để bác biết đầu, để cho nó là phần để cho nó bị gọi là mát điện này, tiếp giáp phần nắp đấy. Đối dòng mạch Class TD này thì biết thì nó sẽ hiệu suất của nó rất là cao, vì vậy bên trong linh kiện nó bao giờ tất cả nó sử dụng là linh kiện MOSFET hết bác nhá. Đây là sò MOSFET của nó, sử dụng sò SK hay bọn em gọi là sò Sanken nhé. Có đầy chất thì bác nhìn vào trong các linh kiện nó này, các điểm mối hàn thôi, nó đã làm rất tinh vi. Phần bù áp của nó 100% là bù áp lớn nhá. Cái phần bù áp chính là điểm giữa này, cái phần bù áp nó chính là phần điểm giữa này, sử dụng là thanh tản một tấm nhôm họ đè lên các tấm những con bù áp lớn đây. Tất cả những dòng sò trong con đẩy này, tất cả những dòng sò đều sản xuất nhập khẩu nha. Dòng đẩy này là sản xuất tại Trung Quốc nhưng tất cả con sò đều nhập khẩu từ Mỹ hết về bác nhá. Nó sò SK, sò Sanken ấy. Rất là xịn sò luôn. Thì một con sò xịn bác để ý này, các cái linh kiện nó bên trong nó không bị mờ nha, nó rất sắc nét nhá, từ các chỉ số nó, để em quay rất là sát để bác cùng nhìn nhá. Đấy là những gì mà em Hiếu Minh dòng đẩy nào cũng vậy, em đều mở nội thất để cho anh em cùng xem. Nó chất lượng thì nó chất lượng, dù nó nhỏ gọn nó sẽ chất lượng ở các linh kiện, từ các con sò này, từ con bù áp này, từ các tấm thanh tản nhiệt này, và ngoài ra thì có các phần tụ nó, tụ hóa của nó bác nhìn khủng khiếp không, 200V bác nhá. Đấy, 200V bác nhá, tụ lên đến 200V. Bình thường các bác chỉ sử dụng là những dòng tụ thông thường, mà những dòng đẩy lúc 2U hay 1U hay 3U ấy, thì các dòng tụ nó chỉ lên đến khoảng 80 đến 100V thôi, thì con này lên đến 200V cơ, lý cho em. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tụ 200V. Và sử dụng mạch Class TD, như thế thì mạch Class TD thì nó sử dụng là thị trường có hai thể loại mạch Class TD. Thứ nhất, mạch Class TD nó chạy bằng nguồn xuyến. Thứ hai, mạch Class TD sử dụng một bo nguồn xung lớn, thì con này sử dụng bo nguồn xung lớn, chính vì vậy mà trọng lượng của nó sẽ giảm đi. Và dòng này thì đánh tiếng rất là dền đúng không nhá. Và cái điều quan trọng là tất cả sản phẩm của DB Atic được bảo hành 2 năm các bác ạ. Bên này cũng phần thêm 4 tụ kết hợp nữa bác nhé. Muốn đẩy cực kỳ chất lượng, em sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Tất cả những chở nó đều là chở 5 vạch màu, toàn chở, thế này bác nhìn con chở xanh của nó. Đấy. Rất là to, vì dòng này dòng có rất lớn nên tất cả những con chở các linh kiện nó sử dụng là các chở 5 vạch màu rất là lớn luôn nhé, chứ nó không có chở nhỏ đâu. Tất cả những chở cốm kìa, rất là lớn luôn. Quạt gió tản nhiệt sử dụng 4 quạt gió tản nhiệt nhé, để hai kênh sử dụng có gió tản nhiệt, 4 quạt gió tản nhiệt. Và cái điều quan trọng là dòng này thì chạy rất là êm. Nha, nó về đặc điểm ưu điểm nó này, khỏe. Chạy êm này, nha, nó không bị ồn này, và cái thai nhẹ nhàng. Đấy. Và nhược điểm của nó chỉ có mỗi là nó hơi cao giá tiền một tí thôi. Đấy, đây là có nhược điểm nó, vì nó là dòng để xịn, nó sẽ hơi cao giá tiền nó chất từ con mạch rồi. Chỉ hơi cao giá tiền cho bác chơi thôi. Những bác nào dàn to ấy, dàn lớn, dàn chuyên cho bác đi thuê những dàn sự kiện lớn, như là cho những sân khấu đám cưới, sân khấu của ca sĩ, thì bác nên chơi những con đẩy này, nó sẽ đáp ứng nhu cầu là gọn nhẹ, bền. Đấy. Còn những bác nào mà tầm tài chính thì em cũng có những con đẩy tư vấn cho bác tầm tài chính, nó không bằng
chục triệu, hơn chục triệu tí hoặc là gần chục triệu, thì những con đẩy đó thì cho những bác nào dàn vừa phải đánh côn khoảng côn 115 hoặc côn 125 đổ về thôi, thì em sẽ tư vấn những bác những con đẩy nó vừa tầm tiền hơn. Chính vì vậy tại sao em muốn nhấn mạnh các bác là các bác nên chọn những cơ sở uy tín để mua đối đầu để công suất nhá. Ngoài mua ra rồi thì nó còn chính sách hậu mãi nữa các bạn. Ví dụ như là các mua con đẩy bên em này, các dùng năm, ví dụ như là bảo hành 2 năm đúng không ạ, thì sang năm thứ 3 nó không may nó lỗi chẳng hạn, thì bác gửi bên em thì bên em vẫn hỗ trợ bác và bảo hành gửi hãng, vì hãng nó sẵn có linh kiện. Vụ như cơ sở nhỏ thì họ như là nhập một thời gian họ không nhập nữa là chính sách bảo hành nó rất là khó. Và ngoài ra nữa, vụ như trong 2 năm bảo hành miễn phí thì bên em cơ động hơn, bên em là bên đại lý lớn thì nhập số lượng nhiều thì bên hãng sẽ ưu ái là thứ nhất là đổi bo xử lý nhanh gọn lẹ cho bác để cho bác kịp thời để đi xô luôn. Đó là những cái gì mà em nhấn mạnh nó sẽ khác biệt ở đặc điểm đó, nhà giải quyết cho bác là vấn đề về bảo hành nhanh gọn nhất và đổi các nhanh nhất với chính sách là một đổi một trong 3 tháng đầu và bảo hành 2 năm. Đấy. Chú sẽ lấy hộ cái biển này để chú có thể. Và hôm nay trong clip này thì nếu biết thì nếu dòng đẩy này thì nó chính là cái gọi là những dòng, các bác xem những dòng đẩy như 4.25 hay gì đó các bác biết rồi thì dòng đẩy nó là gộp, như là gộp kênh của dòng đó là dòng 4.25 lại thôi. Nghĩa là dòng này nó cập đánh hai kênh. Đấy. Với dòng này thì tiếng của nó rất là sạch sẽ, nó thiên về chất độ sạch, đánh súp ra tiếng nó rất là sạch sẽ, nó không bị tạp đâu nhá. Những dòng đẩy càng xịn thì cái tiếng nó ra nó càng sạch sẽ. Đó là gì mà em nhấn mạnh cho các bác anh em. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ em qua 3 số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên Điền Minh là 364 Quang Trung ở Đông Lội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm Quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Cách bến xe An Sương 500-700m. Luôn sẵn hàng phụ các anh em vì hàng này vừa về tại đơn vị Hiếu Mỹ Auto. Và xin ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.